Thầy xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta học chủ đề 3, mái trường của em, bài 12, tập nặng tạo dáng, đề tài tự chọn. Rồi, các bạn quan sát trên màn hình ha. Các bạn xem đề tài 1 là nặng những người đang nhảy dây đúng không? Đó, rồi đề tài 2 nè, các bạn xem nè, vẽ nặng cái ngôi nhà và con mèo ha. Là đề tài phong cảnh, đúng chưa? Đề tài 3 là thấy những cái trái cây, là các bạn biết là nặng đề tài tĩnh vật trái cây rồi đúng không? Bài 4 là những con vật yêu thích. Rồi các bạn quan sát ha, ngoài ra thì chúng ta còn có thể nặng những đề tài khác nữa, rất là phong phú nha các bạn. Có thể chọn một đề tài như là lễ hội nè, đề tài học tập nè, không? Rồi đề tài gia đình nè, hoặc đề tài vui chơi. Các bạn thấy là những người này đang chơi ô quan, thấy không? Đó, đề tài vui chơi đó. Có rất là nhiều đề tài cho các bạn chọn, các bạn nặng ha. Rồi, cách nặng nè. Trước tiên thì các bạn phải chọn đề tài trước. Các bạn thích đề tài nào? Thích đề tài trái cây, hay đề tài con vật, hay đề tài phong cảnh, hay đề tài vui chơi, thấy không? Các bạn xác định đề tài trước rồi các bạn hãy nặng. Rồi sau đó nặng thì các bạn nặng ra những bộ phận chính trước, rồi các bạn mới ráp vào ha. Những chi tiết như là mắt, mũi, tóc, tai nè, là những chi tiết thì chúng ta làm cuối cùng nha các bạn. Nè, ví dụ nè ha, các bạn làm ra đầu, chân, tay và mình ha. Thầy nặng một cái dáng đá banh nha các bạn. Đó, thì đây, trước tiên là mình ha, xong rồi tới đầu, xong rồi tới chân, xong tới hai cánh tay và cuối cùng là trái bóng, dáng hình người đá banh. Rồi cho các bạn xem hình nặng cụ thể ha. Đó, các bạn nặng lên từng bộ phận trước, xong rồi các bạn hãy ráp vào. Đối với đề tài con vật á, đó thì các bạn phải nặng từng chi tiết ra trước, bộ phận trước, rồi các bạn hãy ráp vào, thấy chưa? Chúng ta nặng một hình, hai hình thì không sao, nhưng mà chúng ta nặng ba bốn hình á, ba bốn người hay ba bốn con vật á, thì chúng ta phải có bố cục rõ ràng, thấy không? Các bạn thấy không, như đề tài lễ hội nè, người cầm cờ, rồi người phía sau cầm bóng bóng ha, rồi người phổ trống nữa, đúng không? Đó, chúng ta phải có bố sắp xếp bố cục vô cho nó đẹp. Đây là những hình con vật, các bạn nào thích nặng hình con vật thì các bạn cứ nặng ha. Có rất là nhiều đề tài phong phú về đức nặng cho chúng ta chọn. Con gà, trái cây rồi ha, có phong cảnh rồi nọ, rất là hay các bạn ha, rất đẹp các bạn ha. Qua những gì mà thầy hướng dẫn thì tin các bạn đã làm được rồi. Thực hành chúng ta tập nặng tạo dáng, đề tài tự chọn ha. Các bạn thích đề tài nào thì các bạn nặng đề tài đó, đề tài vui chơi, đề tài phong cảnh, đề tài trái cây, đề tài con vật. Bạn thích cái nào thì các bạn nặng cái đó ha. Các bạn không nhớ cách nặng thì các bạn xem lại từng bước của thầy nha. Sau khi các bạn nặng xong rồi, các bạn xem hình nặng của mình có rõ đặc điểm chưa. Thí dụ như nặng cái cầu thủ đá banh thì cái dáng phải như thế nào, chân trước chân sau, tay đánh lên đánh xuống, đúng không nè? Rồi hoặc là con vật thì phải ra đặc điểm ha, con mèo thì phải lỗ tai nhọn ha, con rùa thì phải có cái mai lớn ha. Rồi chúng ta nhớ phải rõ đề tài và rõ đặc điểm của cái hình nặng của mình nha các bạn. Xong rồi các bạn chụp hình gửi qua Zalo cho thầy nhận xét nha. Thầy xin cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh. Chúc thật nhiều niềm vui.